Today's program will be presented in Oloxese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Oloxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Kind greetings, affectionate viewers. I am Anna in New York City, USA. We wish for every day to bring you closer to the Divine Spirit. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. They have been welcomed with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the country. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contribution amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. More recently, on August 27, 2011, at the benefit musical The Real Love in Pasadena, California, USA, Supreme Master Ching Hai further expressed her loving care through offering generous contribution of $35,000 to each of the six charitable organizations: Child Help, EarthSafe, Environmental Media Association, or EMA, Greenpeace, United Way of Greater Los Angeles, and United Way Worldwide. On October 27, 2012, at the premiere of the Loving the Silent Tears, the musical, during the charity presentation part of the program, three nonprofit organizations were honored by Supreme Master Ching Hai with $300,000 in donations. Among them, Worldwide Veterinary Service and Animal Defenders International are dedicated to protecting our animal co-inhabitants, and Broadway Cares Equity Fights AIDS is dedicated to helping humans in need. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, The Six Paths to Perfection, Questions and Answers, Part 3 of 4. Given on March 1st, 1991, in Houston, Texas, USA.
Rồi bây giờ tới vấn đề trí huệ. Trí huệ từ đâu mà ra? Từ những cái bên trên mà nó ra. Nhất là từ cái thiền định. Thiền định mà không có trì giới, không có bố thí, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn á, thì là thiền ma. À, cũng có chút định thần thông, cũng có chút định khai ngộ, nhưng mà không có hoàn toàn khai ngộ. Cũng như học tiểu học, nhiều người thành ra nhiều người hỏi sư phụ tại sao phải tu cái pháp này mà không tu mấy pháp kia. À, mấy pháp kia cũng như tiểu học, cái pháp này như đại học. Những người tiểu học và trung học cũng có thể biết đọc biết viết, à, biết tính toán này kia. Nhưng mà những người đại học mình thấy họ cũng biết đọc biết viết, biết tính toán này kia, nhưng mà những cái trình độ đại học của họ mình đâu biết được. Đâu phải mình chỉ dựa vào cái sự biết đọc biết viết mà mình khẳng định rằng đại học cũng giống như trung học, trung học cũng giống như tiểu học, cái nào cũng giống cái nấy đâu. Mình vô đại học rồi mình biết nó xa lắm chứ, nó khác lắm chứ. Tuy rằng mình chưa vô đại học mà mình thấy những người đi học sinh đại học mình cũng nên quan sát kỹ càng, mình biết họ khác với mình cái chỗ nào, khác với học trò trung học như cái nào chứ. Cho nên nhiều khi quý vị thí dụ có nhiều người không tin sư phụ đó, nhưng mà sau này tiếp xúc hoài với đệ tử của sư phụ, thấy họ bình thường, rồi họ thông minh lanh lợi, họ có tính nhẫn nhục, đó, bắt đầu mới tin sư phụ. Tại vì học trò là cái kết quả của cái sự giáo dục của sư phụ, phải không? Giáo lý của sư phụ. Nếu học trò giỏi là biết người là sư phụ giỏi. Con cái quý vị cũng vậy. À, nhiều khi Việt Nam mình chửi mấy đứa nhỏ nó con nhà mất dạy. Phải không? Là mình ý nói cha mẹ không có dạy. À, nhưng mà những đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, có tư cách, mình biết là cha mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc, dạy dỗ có phong độ đàng hoàng, mình không có chửi nó là con nhà mất dạy. Cho nên cái trí huệ này phải đi đôi với những sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Tại sao phải nói là bố thí và trì giới? Nếu cái trí huệ của mình hoặc là cái sự thông minh cùng cực của mình mà không có đi đôi với cái lòng từ bi thì nó cũng giống ma thôi. Tại ma cũng có quyền lực, cũng có trí huệ, thông minh một bậc nào đó, nhưng mà không có cái tình thương, khác xa với Phật và Bồ Tát, vừa có trí huệ vừa có tình thương, đem trí huệ đó mà lòng ở trong tình thương á, đặng ban phát ra cho nó đúng chỗ, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, đúng trường hợp. Chứ nếu không có trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương người ta, mình làm những việc tốt nhưng mà thành xấu mà thôi. Thí dụ như nhiều khi mình thấy con cái mình nó hư hỏng rồi nó chơi với những người bè bạn hút sách như vậy, mà mình cứ cho tiền nó hoài, tại mình cưng nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình bị nó gạt gẫm mà mình không hay. Như vậy là có tình thương nhưng mà không có trí huệ. Mình làm cho con cái mình càng ngày càng đọa lạc, càng hư hỏng thêm lên. Chẳng những hư hỏng về thân xác thôi mà còn hư hỏng về tinh thần nữa. Làm cha mẹ không được như vậy. Làm vậy tức là mình có hại cho con cái của mình, không làm đúng bổn phận của cha mẹ. Cho nên ma quỷ nó cũng như vậy. Kêu bằng cái thế giới ma là như vậy. Ma là ma vương đó, thế giới mộng ảo. Cái địa vị của ma vương là làm cho con người mê đắm trong cái thế giới mộng ảo này, mê theo những cái chuyện mà, những cái sự mà rất là vô thường, nay còn mai mất, rồi muốn cái gì nó cho cái nấy, muốn rượu nó cho rượu, muốn nữ rồi cho nữ, muốn tiền cho tiền, muốn nhà cho nhà, muốn danh vọng cho danh vọng, rồi vì những cái đó mà đọa lạc, vì những cái đó mà sụp đổ tinh thần và hư hao thể xác. Cho nên cái đó là kêu bằng cưng con mà cưng hư. À, kiểu đó là thế giới của ma vương, dùng những cái đó mà làm hư hỏng cuộc đời và tâm linh của mình, kêu bằng ma vương quyến rũ con người là như vậy. Nhưng thật ra sư phụ nghĩ rằng ma vương không phải quyến rũ, mà chỉ là những người cũng như làm cha mẹ mà cưng con quá sức, làm hư con cái, không có biết cách dạy dỗ cho đúng đắn mà thôi. Còn Phật Bồ Tát là những người khác, cho con cái gì mà nó cần thiết mà thôi, chứ không phải nó muốn gì cho cái này, rồi dạy dỗ cho nó nên người, dùng phương pháp nghiêm khắc nhưng mà có tình thương để mà dạy dỗ cho chúng nó nên người. Đó là Phật Bồ Tát, vừa có tình thương mà vừa có trí huệ nữa. Nếu có tình thương không mà không có trí huệ thì biến thành mềm yếu, nuông chiều cưng quá thì hóa hư. Có trí huệ không mà không có tình thương thì cũng chỉ là ma vương mà thôi. Quá cứng rắn, quá khô khan cằn cỗi, không ai chịu nổi một sự lâu dài gần gũi hết. Mà không ai có thể tiến bộ được trong trí huệ không mà không có tình thương. Dạ thưa sư
Sư cô, chữ thập phương là gì? Thập phương. Thập phương tức là phương nào cũng có, ý nói vậy đó, phải không? Không có chừa phương nào hết. Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Tây, rồi Đông Nam, rồi Đông Bắc, rồi Bắc, Bắc Tây, Bắc Nam này kia đó, Bắc phải không? Yeah. Ý nói là tất cả các hướng đều có Phật hết vậy đó. Yeah. À, ý nó nói cái số tượng trưng mà. Đúng rồi. Ý tượng trưng là tất cả các phương nào cũng có, không có chừa cái phương nào hết. Ý nó là bao gồm tất cả. Vậy gọi là nhiều phương chứ cần gì phải nói tới 10 phương nữa. À, tại vì không phải người Việt Nam hoặc là người Tàu nhiều khi họ có cái phong tục riêng đó. Dạ. À, thí dụ à, họ dùng một cái con số nào đó để mà đại biểu cho một cái sự nào đó. Thí dụ như Việt Nam mình nói là bá tánh, thấy không? Dạ. À, bá tánh tức là trăm họ đó. Tại sao trăm họ mà không là ngàn họ hoặc là 10 họ? Việt Nam mình đâu có tới trăm họ, nhưng mà nói trăm họ là ý chỉ nhiều lắm, nhiều lắm. Nè, tất cả mọi người vậy đó. Ê, thì cũng như cái chữ 10 phương là nó như vậy. Thường mình nói 4 phương thôi, 4 phương 8 hướng thôi, mà nó 10 phương là ý nó là cái chỗ nào không có cái chỗ nào mà lọt ra mà không có Phật. Ý vậy thôi. Ok. Thành cảm ơn sư cô. Không có chi. Mà phải mang vớ nha. Nói vậy nó lạnh làm sao? Lạnh rồi già nó đau phong thấp. À, thưa sư phụ, luật nhân quả của nhà Phật và thuyết định mệnh có liên hệ với nhau như thế nào? Tại sao có câu nhất ẩm nhất trác giai cho tiền định? Thì cũng như trong kinh Thiên Chúa nói là một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do thánh ý Chúa định nha. Có nghĩa là những cái gì mà mình được trong cõi đời này hoặc là xảy ra cho mình cũng đều do tiền định, định mệnh cả. Nhân quả mà thuyết định mệnh phải không? Cũng giống giống nhau thôi. Chứ có nhân thì có quả. Ví dụ như đời trước mình làm những cái điều gì đó thì đời này mình phải gặt hái, hoặc là đời sau nữa mình sẽ gặt hái những cái thành quả đó đến với mình. Cho nên Khổng Tử mới biểu rằng cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì không nên làm cho người ta. Đặng tránh cái quả, mình tránh cái nhân trước đi, đừng có tránh cái quả, phải không? Chứ cũng như hôm nay có cái đài truyền thanh đó, họ phỏng vấn sư phụ đó, họ hỏi theo cái quan niệm của cô thì không nên đánh nhau phải không? Sư phụ mới nói rằng mình nên tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Bây giờ nó đã kết quả rồi, bây giờ tránh không kịp rồi. Sau này muốn tránh thì phải tránh cái nhân. Cái sự gì mà làm cho chiến tranh đó, mình phải tránh trước chứ không phải mà đợi tới chừng nó đã hết thuốc chữa rồi mình phải dùng chiến tranh rồi mình hỏi có nên đánh hay không nên đánh nữa. Chừng đó không còn cái sự chọn lựa nữa rồi. Thí dụ tại sao mà đánh nhau, tại sao mà thế giới đánh nhau? Sư phụ nói rằng tại vì mọi người đều không tu hành, không có trí huệ. Không biết cách tổ chức cái trong cái đời sống này làm cho nó tươi đẹp hơn lên. Không biết ăn chay, đặng cho làm tiêu hao rất nhiều tài sản của thiên nhiên. Thí dụ như cái vị mà đồng tu ở Canada, ông nói rằng một cái thống kê cho biết là những người ở Bắc Mỹ đó, mà nếu mà tất cả mọi người đều ăn chay một tuần một lần thôi á, thì một năm mình có thể để dành ra, mình có thể dưỡng nuôi tới 60 triệu người trên thế giới. Ví dụ như muốn nuôi một con bò nó lớn tốn bao nhiêu là thực phẩm, tốn bao nhiêu là cái mảnh đất để mà trồng trọt đó. Tại vì nuôi bò rồi cái trồng cái đất nó trồng trọt không được nữa. Rồi nó tốn biết bao nhiêu là thời gian, tốn bao nhiêu là thuốc men cho nó, rồi nước non nữa. Có nhiều chỗ rất là thiếu nước, tại bò nó xài nhiều nước quá. Này, xài nhiều nước đâu mà tưới cỏ này kia đó, hoặc rửa ráy cho bò đó, và những cái thuốc trụ sinh này kia, tốn tàu biết bao nhiêu là thuốc men vô cùng có một con bò. Mà con bò ăn chừng mấy chục người, 100 người hết liền một ngày thôi. Nhưng mà phải nuôi dưỡng nó biết bao nhiêu là thực phẩm nó mới lớn tới mức đó. Bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là công lao, bao nhiêu là sự chuyên chở. Nhiều khi cái xe buýt không có đủ cho người đi, mà những cái xe của bò thì nhiều lắm, xe chở bò thì nhiều lắm. Thành ra họ mới nói như vậy đó. Cho nên sư phụ nghĩ rằng muốn tránh cái chiến tranh không phải bây giờ ngồi đó mà nói nên đánh hay không nên đánh nữa, mà phải tránh cái nhân của chiến tranh. Mà phải đừng có làm cho thế giới này đói khổ. Phải hợp tác lẫn nhau, thương yêu, phải hy sinh những cái khẩu vị của mình để mà nuôi dưỡng anh em đồng loại. Chứ không phải nói là nước Mỹ nuôi nước Mỹ, rồi nước Anh nuôi nước Anh. Dân nào cũng như dân nào thôi. Tại sao tất cả thế giới này đều là thuộc về Thượng Đế chứ đâu phải thuộc về nước nào và nước nào. Cho nên sư phụ nói rằng tránh cái nhân chứ không, bây giờ không có nói chuyện cái quả nữa. Sư phụ nói rằng phải tránh cái điều mà nó xảy ra trước kia kìa, chứ không phải bây giờ nó xảy ra rồi mới hỏi, mới đợi nó gần xảy ra rồi mới nói. Đã trồng cái cây cam xuống rồi, bây giờ nó không nở trái cam ra thì nó nở cái trái gì?
nó đã nở kết hoa nở quả rồi, còn hỏi bây giờ có nên có nên chấp nhận cái cây cam này hay không. Chấp nhận không chấp nhận thì nó cũng đã tồn tại rồi, nó cũng đã khai hoa kết quả ra rồi. Cho nên sáng nay sư phụ trả lời như vậy đó. Câu thứ hai, ngoài vấn đề ngồi thiền theo pháp Quán Âm ra, những tư tưởng cao siêu nào khác và vấn đề nghiêng ngẫm học hỏi thêm để mau tiến đến sự đắc ngộ? Có nhiều cái sách mà tu hành trên thế giới đó viết ra bây giờ đó, thì quý vị coi sách nào mà hợp với quý vị đó, quý vị cứ đọc. Cái nào mình tin được thì mình tin, cái nào mà ích lợi cho mình thì mình giữ lại, còn cái nào mình nghĩ không tin được hoặc là không ích lợi thì mình để đó mai mốt nghiên cứu sao, hoặc là bỏ bớt đi. Nhiều lắm, ví dụ như rất nhiều sách nói về yoga, rất nhiều sách nói về tâm linh học, còn không phải đọc đỡ sách của sư phụ. Thưa sư phụ, làm sao cho bớt được phiền não? Tu pháp Quan Âm. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải thích cho con biết rõ làm sao mình biết có luân hồi. Đợi chết rồi biết liền, còn gì phải giải thích. Giờ về cái chuyện chưa tới làm sao giải thích hả? Nhưng mà quý vị đã đọc rất nhiều sách vở, báo chí, truyền hình, truyền thanh nói về vấn đề luân hồi, bây giờ khoa học họ cũng đã chứng minh rồi hả? Khỏi cần sư phụ phải nói hả? Nói cái này thì cũng hơi dài dòng, mà chứng minh nên nó cũng khó. Thôi thì mình tu đi rồi mình biết à, tu phép Quán Âm là biết ngay. Sớm muộn thì cũng biết, có người biết ngay, có người sớm muộn biết. À, còn không là đợi tới lúc mình nằm trong cái hồn ván đó. Nghĩa lúc linh hồn mà nó đi ra, mình thấy người nào đầu thai, biết chứ. Thưa, người tàn tật sau khi đi tu thiền có thể hết bệnh tật hay không? Cái này không chắc chắn. Tùy theo cái tàn tật như thế nào chứ, phải không? Nhiều khi cái trình độ nhỏ, nhiều khi trình độ lớn, nhiều khi cái nghiệp mình nó quá nặng thì nó không thay đổi. Nhưng mà cái thân thể này mà sợ cái gì? Thân thể này nó có đẹp hay nó không đẹp thì cũng là cái dụng cụ mà thôi. Ăn thua là cái người mà ngự ở trong cái thân thể đó phải sáng suốt, đó mới là điều quan trọng. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải đáp cho đệ tử được biết tam tịnh nhục là gì. Xin cảm ơn sư phụ. Giờ cũng ngồi đó muốn tam tịnh nhục nữa. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật nói là những người mà mới đi vô tu đó, những ông thầy tỳ kheo mới vô tu ở những nước khác ăn thịt quen rồi đó, rồi đi tới học với Phật nói ăn thịt không quen, thì Phật nói ăn đỡ tam tịnh nhục đi. Thí dụ những cái thịt nào mà mình không tự tay giết đó, hoặc là không phải tự mình mà người ta giết đó, hoặc là có những con vật nó ăn dư rồi đó, nó để thừa lại đó, hoặc là những con vật nó tự nó mà nó chết đó, nó già hoặc là nó bệnh rồi nó chết đó, thì mình có thể ăn được. Chẳng những tam tịnh nhục mà ngũ tịnh nhục nữa. Nhưng mà sau này trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói rằng từ hôm nay trở đi ta cấm tất cả các người không được ăn bất cứ cái thịt nào hết. Nhục không nhục gì, tịnh không tịnh gì cũng được ăn hết. Nếu ăn không phải là đệ tử của ta. Có nhiều đó gọn gàng. Ok. Giản dị. Kính thưa sư phụ, người thân chết rồi có cần cúng cơm không? Chúng cúng rồi có hưởng được không? Hưởng không được. Họ không có thân thể làm sao họ hưởng. Cơm là cái phần vật chất mà người ta đã thuộc về thế giới tinh thần rồi. Họ rờ, họ mó cái gì cũng không được hết trơn á. Yeah. Khó hơn lắm. Thí dụ mà họ còn lẫn quẩn trong nhà mình đi nữa đó, là đã nói chuyện còn lẫn quẩn đó đó, cũng hưởng khó được nữa. Huống chi là họ tùy theo cái định nghiệp của họ mà đi những nơi đã khác nhau rồi. Người chết có tội nặng xuống địa ngục liền lập tức. Người chết có phước báo lên thiên đàng tức thì. Người lơ tơ mơ là ma làm quỷ đói, đâu có ăn được những cái thứ mà người thường có phước đức mới dùng được. Tại sao mình dùng được những thứ này? Tại mình là con người. Những cái thức ăn này để dành cho con người ăn mà thôi. Tại sao mình phải ăn những thức ăn này? Tại vì cái thân thể của mình là nó tứ đại hợp thành, thấy chưa? Đất nước gió lửa nó là vật chất hợp thành, cho nên phải dùng những cái vật chất mà nó cũng có tứ đại đó, đất nước gió lửa đó, để mà bồi dưỡng cho nó khỏi hư hoại đi một thời gian. Chứ bây giờ những người đã chết rồi họ không còn cái thân thể tứ đại nữa, họ dùng những cái chất này để làm cái gì? Họ không cần thiết nữa, họ không cần để ăn. Thật ra họ không có thân thể nữa, ăn cái này làm gì? Quý vị hiểu không? Thí dụ như một cái cây mà nó còn xanh đó, thì nó mới cần nước, cái bông mà nó có còn lá còn hoa nó mới cần nước chứ nó đã khô cằn chết rồi mà tưới nước vô làm cái gì, nó đâu cần nước nữa. Cái sự không hợp lý. Cho nên cúng làm gì cho nó uổng công. Nhưng mà thôi, nói vậy quý vị giận lắm á thì cứ cúng đi,
Muốn cúng gì đó cúng. Rồi cúng rồi tự ăn lấy chứ. Nếu mà quý vị cúng mà thiệt tình mà có lòng hiếu đạo để cho cha mẹ ăn á, mà cha mẹ mà tự ở trên cái bài vị mà nhảy xuống ăn là quý vị xỉu liền á. Hoặc là kỳ sau không dám cúng nữa. Kêu nó má, má, phải không? Lúc đó cha mẹ mình cũng kêu là má. Rồi cái lúc mình mà đi quy y với quý thầy nào hoặc là quy Phật Pháp Tăng đó, cũng có cái điều nguyện, thấy không? Từ hôm nay con chỉ quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, không quy y thiên thần quỷ vật, thấy không? Không thờ cúng thần ma quỷ, thấy không? Như vậy mà nói sư phụ nói đâu? Trong luật Phật có nói đàng hoàng, trong kinh thánh vậy có nói đàng hoàng vậy chứ. Thank you for joining us for today's episode of The Six Paths to Perfection, Questions and Answers, Part 3 of 4, on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for Part 4, the final part of the lecture, here on Supreme Master Television. Coming up next is God Takes Care of Everything, Persian Edition. May your beautiful hearts and spirits sparkle with bliss and divine love. For more details, please visit suprememastertv.com/WOW.